Xin chào tất cả các bạn nha. Trước khi vào video, bạn nhớ like, ký để cập nhật những video mới nhất từ mình nhé. Tiếp tục video này, mình giới thiệu cho bạn tham gia một trình để góp nhận 800 token có kêu là IC nữa. Thì để tham gia giá hôm nay, các bạn click phần điểm mô tả dưới video, mình tôi đang tắt chatbot nó mà. Rồi bạn bấm sau cho này góp mà. Rồi chương trình này góp này nó sẽ dành cho US bạn. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn cho nên góp controller nữa. Rồi các bạn chọn sao các bạn, tiếp tục chọn tiếp controller nữa. Rồi các bạn bấm đáp lên nè. Tiếp tục các bạn copy hashtag này nè bạn. Follow giờ tôi viết hashtag nè. Rồi các bạn sao chép nè bạn, các bạn tôi viết nè. Nên tài khoản này đã bị khóa, các bạn bấm có xem hồ sơ luôn, bạn bấm theo dõi nè. Bấm like nè. Còn chỉ dẫn như tôi quýt tôi phần được bữa khóa, không biết tôi cần phân phối không. Thôi làm đại luôn đi. Tiếp tục xem tiếp kênh Get It nè. Trên Get It các bạn bấm xong Community nha bạn. Rồi sau đó các bạn bấm đắp lên nè. Bấm Research nè. Rồi bạn lướt xa đi dù của bot nè. Game Pass. Rồi dòng đầu tiên mình địa chỉ email của tôi các bạn nè các bạn. Rồi tiếp tục mình gửi địa chỉ với bên bi sẽ mình send 20 trên YouTube LED của mình. Làm ai góp mà gặp cái tài khoản bị khóa là hot ham. Lỡ làm thì làm luôn các bạn. Bạn nào có làm thì làm nha các bạn. Mình định bỏ đó. Rồi tiếp tục mình gửi đường link mà lúc này từ Twitter nha các bạn. Thì trên tờ Twitter bạn nhấp ba cạnh cùng, nhấp vào một hồ sơ nè, nhấp ba cạnh cùng, nhấp vào chia sẻ nè, bạn sẽ chép liên kết nè, đây là chatbot nè. Sau đó bạn gửi liên gì quýt thì bạn mở tờ Twitter bạn gửi lại nè, bạn chia sẻ cái bài là tờ quýt nè, rồi bạn gửi chatbot luôn nè. Rồi tiếp tục submit mail cho net nè. Tiếp tục gửi đường link profile get it thì bạn nhập vào get it. Trên get it bạn nhập vào bao cạnh cùng, nhập vào avatar của mình, nhập vào bao cạnh cùng, bạn copy username get it mình mà gửi lên support nè. Sau đó bạn bấm vào menu nè. Sau đó bấm Mibonacci để check số cầm cũng được. Ok, mình đã nhận được 800 token IC nè. Mọi người lên ghép xem bè những thân cái tôi cần các bạn. Vậy video hôm nay cũng kết thúc của mình. Chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.